Rồi chào mừng các bạn đến với kênh nông nghiệp hữu cơ Ba Tốt. Mình là Thiện Căng, người trao đi cái giải pháp nông nghiệp hữu cơ đến với nhà nông. Hôm nay rất vui mình dẫn các bạn đến tham quan cái vườn cam sành của anh Năm Bình Cam. Anh Năm Bình Cam. Hồi nãy giờ chúng ta đảo vòng tham quan cái vườn cam 200 công anh. Dạ. Thì giờ ngồi lại để mình lắng nghe một số cái chia sẻ của anh Năm Bình Cam về làm sao biết nào mà có thể là anh để cái vườn cam anh mà nó tốt rồi nó cháy nó sai nhiều, mà cây anh là nghe nói là 5 năm tuổi rồi đúng không anh, và dự định là anh xài tới 8 năm 10 năm nữa thì anh có thể là nhân đây có thể chia sẻ một vài cái kinh nghiệm, một vài cái bí quyết gì của anh để mà giữ cái vườn cam như thế này nó được tốt như này đó, để cho mọi người mà anh em trong cái giới dòng cam mình biết được á, để có thể là làm cái cơ hội trúng mùa giống như anh không Năm. Dạ. Thì nói chung anh á thì anh làm cây cam năm nay là 22 năm về cây cam sành này. Dạ. Thì làm nhiều năm mình mới có cái kinh nghiệm để cái cách mình muốn cây mà kéo dài tuổi thọ nó sống dai thì mình phải bón cho cái hữu cơ là nó quan trọng. Dạ. Chứ cái hữu cơ thì nó làm sụp đất, rễ nó rau mạnh. Thì cây này 5 năm rồi, thì anh dài hạn xin 3 năm nữa là 8 năm. Dạ. Nhưng mà theo như anh dòm cây này 8 năm nó chưa ăn thua vậy không? Nhưng mà nó có hết hợp đồng. Dạ, hết hợp đồng trả lại cho bà con. À, hợp đồng là 8 năm ha. Ừ. Dạ. Thì để cây tốt vậy đó là ngoài anh nên nhớ là cái dùng hữu cơ để cho cái nền đất nó xốp, tơi xốp đất, phải dưỡng cái bộ rễ cho nó ngon, đúng không anh? Dạ. Đó là cái bí quyết. Nếu mà không mà chúng ta mà gãy quá học không ấy, không hữu cơ thì đất nó keo, nó hồ, nó sai, nó chai hết, thì cây nó sẽ không, cái tuổi thọ nó không cao, đúng không anh? Dạ. Nhưng mà nói chung á, mình làm á, cái quan trọng á, cái hữu cơ mà mình phải chọn những cái hữu cơ, ví dụ như hữu cơ thì nó đa dạng nhiều loại công ty lắm. Dạ. Nhưng mà mình chọn những cái công ty mà cái hữu cơ nó chất lượng. Dạ. Nó làm rễ ra mạnh, nó hạ phèn, nó xốp đất thì giá thành nó cân đối thì mình mới xài nó có cái lợi nhuận, chi phí nó thấp một chút. Dạ. Cây mình thì nó kéo dài tuổi thọ. Dạ. Rồi trong thời gian mình xài hữu cơ thì khoa học mình cũng xài, chứ phải không phải là không xài, nhưng mà giới hạn. Dạ. Dạ, tức là anh xài hữu cơ thì nó sẽ tiết kiệm được cái chi phí về phân hóa học. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ hiện giờ thì mình tính phân hóa học nó lên khủng quá. Dạ. Nếu mà phân tốt thì nó cũng 5 triệu chỗ ngoài không. Dạ. Thì bây giờ cái hữu cơ mình bón vô thành công thì nó có vài trăm ngàn, nó nửa tiền của cái kia. Dạ. Nhưng mà cái lợi thế nó có là cây mình nó có tuổi thọ hơn. Dạ, tuổi thọ. Và nó bền hơn nha. Bền hơn. Dạ. Và đó là cái nông nghiệp hữu cơ mà bây giờ mình không sử dụng hữu cơ là nó cũng lạc hậu rồi. Nếu mà mình không xài hữu cơ mà mình xài không có học không thì đất nó mới chai lì. Dạ. Là cây là đã xuống. Dạ. Giờ lên mình ở đây mình ăn trái chiền qua năm luôn anh, như khoảng năm rồi, năm nay thì anh cho trái chiền rồi, mấy năm trước thì mình cũng làm nghịch. Dạ. Nhưng mà lúc thời điểm này thì mình là đưa cái hữu cơ vô là nó đã cháy đủ trái luôn. Dạ. Nó cây nó sung là nó cháy liên tục. Dạ, cháy liên tục đúng không? Dạ. Bây giờ mình tính ra cái giá thành hiện bây giờ thì cái mùa cao điểm thì nó cũng mười mấy 20 ngàn. Dạ. Nhưng mà cái mùa thuận thì nó cũng 7-8 ngàn, 9-10 ngàn. Dạ. Thì mình tính ra cái đầu tấn nó nhiều mà cái thì nó cũng không thua cái chênh nhịch. Dạ. Vậy là tuyệt vời quá rồi. Vườn cam anh là 200 công. Ừ. Dạ. Cái miếng này là anh làm nó 300 mấy công lận, nhưng mà dạ, cái miếng này là nó ở xã Thường Thới về của chồn Vĩnh Long. Dạ. Anh làm nhiều chỗ lắm, anh làm ở bên Trà Vinh à. Dạ. Là của cầu kè đó. Dạ. Rồi bên này của Vĩnh Long làm cái xã này Thường Thới, anh làm bên xã Thích Thiện, nó nhiều xã Thích Thiện nữa. Nói chung là anh cũng làm nhiều cái miếng vườn nhiều. Mà tổng anh khoảng bao nhiêu công anh? Anh giờ anh công tác là 380 công. À, 380 công. Còn cái dạng mà mình hợp đồng á thì năm là hết hợp đồng thì đi mướn đất làm tiếp thì nó tới giờ là nó 22 năm mà nó nhiều sắc cao lắm rồi. Dạ. Nó có cái kinh nghiệm mình làm nó đâu nó cơ bản lắm. Dạ. Dạ. À, các bạn thì vừa lắng nghe Năm chia sẻ nha. Năm đây giới thiệu là nhắc lại là Năm Bình Cam. À, Năm Bình thì có nhiều, như là anh là danh là Bình Cam. Dạ, 22 năm kinh nghiệm làm cam sành. Dạ. À, các bạn muốn nhận được những cái chia sẻ như thế này thì hãy đăng ký vào cái kênh YouTube bên dưới để nhận được miễn phí những cái video chia sẻ tiếp theo nha. Hiện nay thì thôi, thì xin chào.
Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Dạ, xin chào. Chào anh Năm ơi. Cảm ơn anh.